Xin mến chào cô bác và anh chị lại quay trở lại với kênh của em. Trong những video chia sẻ về cây dược liệu thì hôm nay tiếp tục em lại làm một video chia sẻ đến cô bác và anh chị một cái loại dược liệu. Cái cây này thì đa số cô bác và anh chị thì rất là quen thuộc rồi. Nó là một loại cây mà quả cũng có thể ăn được lá ngọn non thì mình dùng làm rau rất là tốt cho sức khỏe đặc biệt đây là một cái cây mà nó mọc dại khắp mọi nơi cô bác và anh chị có thể bắt gặp nó đây này nó leo ở trên cái thân của cây chuối bên cái giữa vườn này thì thường xuyên là em sang em hái cái rau này để về để ăn cây lạc tiên ở một số nơi thì nó còn có tên gọi như là cây đèn lồng, cây hồng tiên. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một số các bài thuốc mà chị mất ngủ, hồi hộp, giúp an thần từ cái loại cây này. Cây này thì có rất là nhiều công dụng dược liệu nhưng mà hôm nay thì em chỉ chia sẻ những cái bài thuốc điển hình từ cái loại cây này để chị cái mất ngủ cũng như là an thần giúp cho cô bác và anh chị có một cái chất lượng giấc ngủ được nâng cao hơn. Theo đông y thì cái cây lạc tiên này nó có vị hơi đắng, tính mát, Bài thuốc đầu tiên em muốn chia sẻ đến cô bác và anh chị đó là bài thuốc người ta dùng để chữa mất ngủ, tim hồi hộp, mình cảm giác nên là nó đập nhanh và mình đánh trống ngực, lồng ngực, mình cảm thấy rất là hồi hộp và khó ngủ. Thì cô bác và anh chị có thể sử dụng cái cây lạc tiên tươi này, mình chặt thành khúc nhỏ, mình phơi khô hoặc là mình sấy khô đều được, bảo quản trong hũ thủy tinh kín và mỗi lần mình sử dụng thì mình sẽ sử dụng 50g rửa sạch và mình đun nước với khoảng 1 lít rưỡi đến 2 lít nước mình tắt bếp, mình uống hàng ngày. Cô bác và anh chị mình sử dụng mỗi ngày để nó mang lại cái hiệu quả tốt nhất nhé. Và một liệu trình của nó thì mình sẽ dùng tối thiểu là một tháng thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất là tốt về việc mà cải thiện cái giấc ngủ cũng như là cái chất lượng giấc ngủ cho cô bác và anh chị. Hoặc cô bác và anh chị có thể dùng cái cây này kết hợp với dược liệu khác như là mình dùng 50g lạc tiên kết hợp với 30g lá vông lá dâu tằm 10g, tâm sen 2 gam và thêm một ít đường phèn. Sắc lên và uống ngày một thang cho tới khi mà bệnh của mình thuyên giảm. Mỗi liệu trình thì mình sẽ dùng từ 7 đến 10 ngày nhé. Cái bài thuốc thứ hai là bài thuốc dành cho cô bác và anh chị nào mà bị suy nhược thần kinh, mất ngủ, mất ngủ lâu năm thì mình có thể dùng cái cây lạc tin khô này kết hợp với khoảng 2,2 cái gam liên khô, 10 gam lá dâu tằm và một ít đường phèn mình cũng nấu với nước mình uống trước khi đi ngủ và mình kết hợp uống trong từ 2 tuần đến một tháng thì nó sẽ cải thiện cái tình trạng mà mình bị suy nhược thần kinh Bắt ngủ kéo dài hay là ngủ không sâu giấc mình hay bị thức giấc giữa đêm và khó ngủ lại thuốc thứ ba đó là bài thuốc giúp cô bác và anh chị an thần dịu thần kinh và dễ đi vào giấc ngủ hơn ngủ ngon hơn thì mình sẽ dùng cây lạc tên này 20g kết hợp với là cái lá vông nem 2g cam thảo 6g, xương bồ 6g, táo nhân sao 10g, hạt sen 12g, lá tre 10g, lá dâu 10g và mình đổ thêm khoảng 600ml nước và sắc còn khoảng 1 phần 3 thì chia làm hai lần uống trong ngày uống vào buổi tối trước khi đi ngủ khi lúc còn ấm thì nó sẽ có công dụng rất là tốt uống trong vòng từ 7 đến 10 ngày một liệu trình nó sẽ giúp cải thiện cái tình trạng an thần mất ngủ cho cô bác và anh chị rất là hiệu quả hay cô bác và anh chị với cái cách dùng đơn giản nhất cho các cô bác và anh chị mà lớn tuổi khó ngủ thì mình cũng có thể sử dụng cái cây lạc tên này gồm cả rễ lá và quả non 500g hoa thì lý 300g và mướp đắng non 100g mình đem mình sao và tán nhỏ thành bột cho thêm khoảng 50g đậu xanh để cả vỏ rang chín mình cũng tán nhuyễn và mỗi ngày thì mình pha 3 thìa cà phê với nước ấm để sử dụng và cái cách đơn giản nhất để cô bác anh chị sử dụng đó là mình sẽ hái cái đọt non và cái lá đang còn non của nó về để mình nấu canh xào luộc ăn rất là ngon cô bác và anh chị mình có thể mua ngoài chợ cái loại rau này hoặc là mình hái dọc đường như thế này thì mình mang về mình chỉ cần luộc hoặc là nấu canh tôm ăn cũng có tác dụng rất là tốt trong việc điều trị mất ngủ cũng như là an thần đây là một loại dược liệu mà dễ dàng sử dụng với những cái công năng rất là tuyệt vời giúp cho các cô bác và anh chị nào mà bị vấn đề về thần kinh mất ngủ thì rất là hiệu quả. Ngoài những cái công dụng dược liệu về các cái bệnh về mất ngủ, thần kinh, an thần thì cái cây này nó cũng còn rất là nhiều những cái công dụng khác. Tuy nhiên thì trong cái video ngày hôm nay em chỉ chia sẻ một số các cái bài thuốc về cái bệnh mà khó ngủ, an thần suy nhược thần kinh đến cô bác và anh chị một số lưu ý khi mình sử dụng đó là mình cần sử dụng đúng cái liều lượng để đảm bảo nó không gây hại cho sức khỏe và mình cần kiên trì sử dụng để mang lại cái hiệu quả điều trị bệnh tốt nhất nhé video của em đến đây cũng kết thúc xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo cảm ơn cô bác và anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh